Dòng tố cuộc đời. Tác giả Lê Tuyết. Tập 4. Khánh Nam khéo léo từ chối, ngồi nói chuyện với chú Cường một lúc nữa cũng đứng dậy trở về trường học. Đến chiều, cô sang lớp tìm Kim thì lại không thấy anh đâu, cứ tưởng là anh về sớm nên cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đến 3 ngày sau, vẫn không thấy anh tới trường. Cô bắt đầu sốt ruột, túm lấy một người trong lớp anh để hỏi thì mới biết là anh bị đau mấy ngày nay. Có điều anh không tiếp xúc với ai cho nên trong lớp cũng không có tổ chức đi thăm. Từ lúc nghe xong được tin đó, Khánh Nam không biết là mình đã đi đến đây như thế nào, chỉ biết bây giờ bản thân cô đang đứng trước căn tập thể mốc meo, trên tay cầm một túi trái cây cùng với sữa. Hỏi hàng xóm một hồi, cô cuối cùng cũng tìm được nhà của Khiêm ở trên tầng 2, là nhà số 5, cửa khép hờ chứ không khóa. Chuyện lần trước giáp mặt với chú của anh khiến cho Khánh Nam có chút hơi sợ, lưỡng lự một lúc mới đi vào. Căn nhà tối om, chật chội, Khánh Nam rảo mắt nhìn quanh một lượt. Lúc này cũng phát hiện Kim nằm trên cái giường cũ sát cửa sổ. Trên vầng trán sáng bóng phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người thu lại, nhìn qua dường như là rất lạnh. Nhìn thấy một màn đó, Khánh Nam vội vàng bước lại đặt tay lên trán, thì phát hiện anh đang sốt cao, gương mặt đỏ bừng. Cô muốn lôi anh dậy để đưa anh đi bệnh viện, nhưng lúc này mọi sức lực đều không hề hấn gì với thân hình cao lớn đó. Ngược lại, cô còn nghe thấy anh thì thầm. Anh hai, dừng lại đi. Dừng lại đi. Động tác của cô khựng lại. Cô nhìn Kim có một chút khó hiểu nhưng cũng không quá lâu, dồn hết sức đỡ anh lại cho uống thuốc hạ sốt. Sau đó lau mặt cho anh, túc trực bên cạnh mấy tiếng đồng hồ. Mãi cho tới khi bên ngoài trời sẩm tối, anh đã tỉnh. Bấy giờ, Khánh Nam mới quan sát một lượt xem sắc mặt của anh đã ổn hơn chưa, sau đó cất giọng. Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Khiêm hơi giật mình, anh khàn giọng hỏi cô. Đến đây từ bao giờ? Một lúc rồi, tôi nghe lớp anh nói anh bị bệnh. Tôi hâm cháo lại cho anh rồi đó. Anh ăn đi rồi uống thuốc. Mà anh cũng lạ thiệt đó. Bệnh như vậy mà không có chịu đi bệnh viện. Anh tưởng anh mình đồng gia sắc hả? Bình thường nghe Khánh Nam nói vậy, Khiêm hiểu gì cũng không có bao giờ nghe. Sẽ tự ý quyết định mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì khác. Anh không hề nói gì hết. Chỉ yên lặng trước sự tự ý của Khánh Nam, để mặc cho cô muốn làm cái gì thì làm. Khoảnh khắc đó, mặc dù không biết là thật hay không, nhưng ít nhất sự hợp tác của anh đã đúng ý của Khánh Nam, khiến cho mối quan hệ của hai người có thể cải thiện hơn một chút. Múc cho anh một chén cháo bưng ra, Khánh Nam bấy giờ mới trở lại bàn, mở laptop ra làm cho xong công việc gian dở của mình ở nhóm sư tử. Chăm chú đến mức quên luôn cái việc mình đang ngồi ở nhà của Khiêm. Thành ra, đến khi anh ăn xong lúc nào mà cô cũng không hay biết. Chỉ đến khi anh đứng ở phía sau vòng tay qua lưng, cầm lấy cánh tay của Khánh Nam, cô mới giật mình ngoảnh đầu lại. Hơi thở của hai người rất gần, toàn thân cô như căng ra, nghe rõ từng nhịp hơi thở của anh. Đầu thậm chí không dám động đậy, bên tai giọng nói của anh rất nhẹ, tựa như một liều thuốc cuốn cô u mê vào, muốn thoát ra cũng không được. Chỗ này viết sai rồi, chỗ này nên sửa thành như thế này nè. Vậy hả? Nếu viết như cô thì lớp bảo mật này đến người mới cũng không biết làm. Dưới ánh điện mờ thấp thoáng, bóng của hai người đứng sát nhau, cảm giác giống như một đôi tình nhân thật sự. Lòng của cô mềm nhũn, cứ tưởng là tiếp theo sẽ là một màn nói chuyện hòa hợp với nhau. Khánh Nam có thể hiểu hơn về Khiêm, thì bất chợt anh lại buông cô ra khỏi, trực tiếp nói: sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Mặc dù có chút tức giận trước những lời nói của Khiêm,
Nhưng Khánh Nam tự nhủ bản thân anh đang bệnh cho nên cũng không có thèm chấp làm gì hết. Nên trước khi rời đi cũng không quên xuống dưới cửa hàng tạp hóa mua cho anh một ít đồ, dặn dò mấy lời. Cô cũng không có mè nheo mặt dày chạy theo anh. Một phần là vì cô nghĩ mình cần phải lập lại kế hoạch. Một phần nữa là dạo gần đây chú Cường hay quan sát Khánh Nam cho nên cô cũng nên cẩn thận một chút. Ngày nhận kết quả học kỳ loại xuất sắc, Khánh Nam không muốn trở về nhà nên trong lúc lững thững bước trên vỉa hè, bản thân suy nghĩ một hồi cũng quyết định tìm lấy một quán bar để xả stress. Thú thật, hơn 18 năm nay, Khánh Nam chưa từng đặt chân vào cái nơi này khi nhìn thấy khung cảnh hỗn độn cùng với những tiếng hò hét. Chính cô cũng có một chút giật mình. Nhất thời không biết làm gì, cũng may một lúc sau nhân viên tiếp rượu đi đến, họ nhiệt tình hướng dẫn và tư vấn, nên cô cũng tìm được một chỗ ngồi nơi góc tường. Vừa uống rượu, vừa nhìn mọi người lao vào tiếng nhạc sập sình một cách vội vã. Và cũng chính cái khoảnh khắc này, cô mới nhận ra một điều, thì ra thuốc lá và rượu lại là thứ để khiến cho đầu óc nặng nề của mình nhẹ đi rất nhiều. Có thể lần đầu sẽ hơi khó chịu, nhưng đến ly thứ hai, điếu thứ ba đã bắt đầu quen rồi. Một ly, hai ly, rồi ba ly, rồi dần dần cô cũng không có nhớ được là mình uống bao nhiêu nữa. Khánh Nam chỉ biết khi mình gật gà gật gù, ngước mắt nhìn lên, thì trước mặt xuất hiện một tên bụng phệ béo ú, dáng người lùn, giọng nói đầy ngả ngớn. Em gái, uống rượu một mình hả em? Cho anh ngồi cùng với em nghe. Những thành phần suốt ngày đi chọc ghẹo gái như thế này đều không phải là người tử tế gì cả. Khánh Nam không muốn dây dưa với chúng cho nên dứt khoát lắc đầu. Không có được rồi, tôi bây giờ phải về. Cứ tưởng tên đó nghe cô nói vậy thì buông tha cho cô, ai ngờ gã vẫn mặt dày đưa tay ra chạm vào tay của cô ngã ngớn tiếp. Vẫn còn sớm mà em, ngồi chơi với anh một lúc đã, một lát nữa chơi chán thì anh đưa em về. Xin lỗi, tôi không có quen nói chuyện với người lạ. Trước lạ sau quen, anh giới thiệu với em, anh là Tiến, chủ một xí nghiệp may ở thành phố này. Anh vẫn còn trẻ, mới có 40 tuổi thôi, mà nhìn em chắc là vẫn còn là sinh viên đúng không? Sinh viên trường nào vậy? Khánh Nam không trả lời, gã bụng phệ rất tự nhiên, rót rượu ở chai ra cái ly, rồi lại ngả ngớn nhìn cô với ánh mắt đầy mờ ám, cái miệng rộng cười lên để lộ ra hàm răng mọc lịch lổm chổm. Em lạnh lùng vậy sao? Nhưng mà càng lạnh lùng thì anh càng thích. Em gái, hay là em đi theo anh đi. Theo anh rồi anh sẽ cho em một căn hộ, cho em xe, cùng với tiền sinh hoạt hàng ngày nữa. Thích mua cái gì cũng được, thích làm cái gì cũng được. Chỉ cần ngoan ngoãn chiều anh, đi theo anh lo hết. Tôi không có nhu cầu, phiền anh tránh đường giúp tôi. Em ngại cái gì? Em có biết ngoài kia có biết bao con đàn bà nó muốn leo lên giường của anh không hả? Em được anh nhìn trúng là phúc cho em rồi đó. Tôi nhắc lại, tôi không có nhu cầu. Nếu ông còn cố tình quấy rối tôi sẽ báo công an đó. Báo công an? Mày dọ anh hả em? Nói đến đây, tên đó đi đến bên người của cô, mùi vị rượu từ hắn phả vào mặt cô, làm cho cô mắc ói. Cô lùi người tránh đi, nhưng không kịp. Gã đã giơ tay nắm lấy cằm của cô, gần như là dùng hết sức lực khiến cho cô cảm thấy đau nhói. Mắt của hắn trừng lên mà gằn giọng. Mày là con đàn bà đầu tiên dọ anh đó em à. Mày tưởng anh sợ công an hả? Anh nói cho mày biết nghe, mấy cái thằng vô dụng đó chưa có đủ tuổi để bắt anh đâu. Ngón tay của gã dọc theo hai má của Khánh Nam một đường đi xuống phía dưới. Giây lát đã chạm đến khuôn ngực đang phập phồng không ngừng của cô, điểu giả nói tiếp. Ngoan, đi theo anh, tối nay nhất định anh sẽ đưa mày lên thiên đường, vừa được sướng vừa được có tiền. Không phải ai cũng có diễm phúc đó đâu em à. Đừng có mà chảnh chẹ nghe hùng, nhìn cái mặt của em dâm đảng như vậy mà, hả? Khánh Nam thẹn quá quá giận, cũng không có biết lúc đó dũng khí từ đâu, giơ tay tát cho gã một cái thật mạnh. Một tiếng chát vang lên chói tai, dội thẳng vào màng nhĩ, và cũng cùng lúc đó
thời gian giống như ngưng động lại. Ngoài âm thanh hít thở, còn lại chính là cặp mắt đỏ ngầu tức giận. Khánh Nam không kịp rút tay lại, tóc đã bị gã đó mạnh mẽ nắm lấy. Sau đó là bên má bỗng rát, cả người va chạm vào tường, không cho cô có cơ hội thở. Cái tát thứ hai lại giáng xuống, không hề mang theo chút lưu tình nào. Tai ù hết, kèm theo đó là những tiếng chửi bới đầy tục tiểu. Con mẹ mày, mày dám đánh tao à? Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, để coi ông mày dạy dỗ mày như thế nào. Cả người cô bị gã đè lên, dùng dãy thế nào cũng không thể ra được. Hơi rượu bốc lên, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng rang. Nhìn thấy gương mặt cười hình hệt của đối phương, lại nhớ đến một màn trước kia Khánh Nam bị tình nhân của bà Đào cưỡng bức. Không hiểu vì sao, Khánh Nam chợt cảm thấy căm phẫn, liều mạng đạp cho hắn một cái, còn không quên cầm chai rượu trên bàn đập vào đầu gã. Mặt gã biến sắc, một giây sau những chai rượu ở trên bàn đều đổ xuống, trong đó có cả ly rượu còn sót lại phân nửa. Chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung tóe ra ngoài. Gã chửi thề, không thèm nhìn cái mớ hỗn độn do chính mình gây ra. Một lần nữa, đẩy cô ngã nhào xuống sofa, dùng tay cho Khánh Nam một bạt tai hung hăng. Cái con tranh này, hôm nay ông trừ chết mày. Bỏ ra! Tiếng ồn ào cuối cùng đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Trong quán bar, xảy ra ẩu đả là chuyện bình thường. Cậu Lễ Thân tiến tới trước quan sát, muốn ngăn cản nhưng e dè thân phận của đối phương đành nói. Quý khách, xin bình tĩnh lại. Cút ra! Gã chửi lớn, sau đó quay sang nhìn cô, tát thêm một cái nữa. Má Khánh Nam sưng tấy lên kèm theo cơn đau bỗng rát. Nhưng cô không khóc, mắt cố gắng trừng to với cái tên trước mặt. Gã nhìn cô, chỉ tay vào mặt mà rít lên. Bây giờ mày cởi hay tao cởi? Đi ra hả? Mày dám đuổi cha mày à? Mỗi một tiếng là một cái bạt tai nữa giáng xuống. Khuôn mặt của Khánh Nam cảm nhận được vị tanh nồng, đau ê ẩm đến mức không còn cảm giác. Thậm chí đôi mắt mờ mờ còn nhìn thấy gã đó cuộn chặt cái nắm đấm định giáng xuống người của cô. Khoảnh khắc này cô biết mình không còn đường nào để thoát được nữa, nên chỉ có thể bất lực nhắm mắt là chịu trận. Nào ngờ vào đúng lúc đó, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng choang nữa. Sau đó cả người được bồng lên, là cái hương bạc hà dịu nhẹ phảng phất quanh mũi. Cô mở mắt ra cũng là một đôi mắt màu đỏ như một bầu trời màu đỏ chói mắt. Là Khiêm. Sự khiếp sợ và khuất nhục vừa rồi trong nháy mắt hóa thành nước mắt uốn lượn chảy xuống vô tận. Khánh Nam nhanh chóng nắm lấy góc áo của anh, thân hình ở trong vòng tay anh run run nức nở. Cánh tay Khiêm ôm lấy cô thật chặt. Ở phía trước, gã đàn ông kia phừng phừng tức giận, máu từ trên đầu chảy dọc xuống má, khóe môi cũng hiện lên những tơ máu, căm hận nhìn hai người, sau đó lại nhìn xuống mu bàn tay đầy máu tươi của mình. Ánh mắt hắn như muốn đem anh băm thành dạng mảnh. Gã chửi lớn một tiếng, cầm lấy cái chai bia đập mạnh xuống bàn, sau đó lấy cái mảnh sắc nhọn còn lại điên cuồng lao về phía hai người, không cần suy nghĩ đến hậu quả như thế nào. Tình cảnh này thực sự đáng sợ. Khánh Nam hoảng hốt quay sang nhìn Kim, khóe miệng mấp máy định kêu anh dừng lại, nhưng không kịp nữa. Quai hàm của gã kia bành ra, tư thế đã sẵn sàng muốn sống chết cùng với hai người. Nhưng may mắn vào đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Sau đó cô thấy gã kia cả người nhanh chóng bị một người khác quật ngã xuống sàn. Sau đó, ở cuối hành lang, một bóng người to lớn chậm rãi đi tới, mang theo một áp lực vô hình, khiến cho ai cũng phải nghẹn thở. Tới khi gương mặt đẹp trai kia lộ khỏi ánh sáng, cả người cô bỗng rung lên, lồng ngực thắt lại, dành mắt lần nữa truyền đến một trận nóng rực. Người này cô đã nhìn thấy là người trong tư liệu mà phía đồng đội của chú gửi cho chú Phương, Phan Cảnh Trí. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi, dáng người cao ngang như Khiêm. Tuy nhiên có lẽ vì trưởng thành hơn và trải đời hơn nên gương mặt có phần góc cạnh, toát lên vẻ đàn ông mang theo tà ác, đào hoa, không biết dịu dàng. Trên người anh ta khoác một bộ tây trang,
màu đen ôm gọn lấy dáng người. Lướt qua ai cũng tưởng là ông chủ lớn nhiều tiền và tài sản lắm. Mà kể ra cũng đúng, bởi vì theo như Khánh Nam biết, những thứ trên người anh ta như thế này thật sự không phải là thứ rẻ tiền. Phía sau anh ta còn đi kèm theo hai người, hình như là vệ sĩ. Họ đi lên kéo tên vừa mới đánh Khánh Nam xuống, sau đó bước lại gần về phía Khiêm. Đầu tiên là đưa mắt nhìn anh, sau đó là nhìn Khánh Nam một lượt, giống như là muốn đánh giá coi Khánh Nam là người như thế nào. Xong xuôi, anh ta mới cất giọng trầm trầm mà hỏi. Không sao chứ? Cặp con ngươi của Trí giống hệt với Khiêm, cả hai đều mang ánh sáng chói lọi. Khánh Nam nhìn thấy Khiêm môi mấp máy, không có trả lời, nhưng dường như là không có tiếp xúc, hoặc là anh sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ anh em của hai người họ, nên chỉ quay sang nói với Khánh Nam. Đi về thôi. Đi ra ngoài, gió lạnh thổi lên gò má, Khánh Nam càng dựa chặt vào thân mình vào Khiêm hơn, nói thẳng ra ôm chặt lấy anh giống như một con gấu bông. Còn anh không nói gì cả, đón một chiếc taxi ngồi vào, tới khi về đến sảnh của chung cư mới dỗ dài kêu Khánh Nam. Về tới nhà rồi, xuống xe đi. Về đâu? Về tới nhà cô. Anh đưa tôi lên đi, chìa khóa trong túi sách. Thật ra lúc này Khánh Nam cũng không đến mức say bất tỉnh nhân sự đâu, nhưng hiếm lắm mới có lần Khiêm quan tâm Khánh Nam như thế này. Cô không thể bỏ qua cơ hội này được. Cô nằm trên lưng anh, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ, cả người nâng theo nhịp bước chân anh đi, thì thầm như người mê sản. Tôi đáng ghét lắm hả? Mà sao anh lúc nào cũng tránh né tôi vậy? Tôi không có đủ đẹp hay là không đủ tốt? Ừ. Chỉ một tiếng ừ thôi, cô không rõ ý tứ của Khiêm là cái gì. Bất lực thở dài. Khi vào đến phòng, Khánh Nam tu hết một ly nước lạnh, sau đó một mạch đi thẳng đến trước gương, nhìn thấy hai má sưng dù của mình, khóe miệng cũng bị tàn phá, mắt sưng đỏ, đôi môi không khỏi cắn lại. Từ khi ở với chú, có chú bảo vệ, cô chưa bao giờ phải chịu trận đòn đau đớn như thế này. Bởi vì cô biết chú lúc nào cũng sẽ bảo vệ cho cô một cách tốt nhất. Tiếc là bây giờ, dù cô có đau đớn như thế nào, có tróc da dãy thịt thì cũng không có cái ôm của chú nữa, không có những lời an ủi của chú nữa, tất cả đều không còn. Lấy bộ quần áo thay vô, lau qua một chút máu còn dính trên mặt cho bớt một chút thê thảm. Bấy giờ Khánh Nam mới bước xuống dưới lầu. Lúc này Khiêm ở trong phòng khách, bên cạnh là một đống thuốc sát trùng, kem bôi miệng vết thương. Chắc là hồi nãy nhân lúc Khánh Nam ở nhà tắm nên chạy đi mua cũng nên. Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác lo lắng. Cô do dự đứng một chỗ không hề động đậy. Thật sự không thể hiểu rõ được tâm lý của anh là gì, cũng chưa biết nên làm thế nào, thì lại nghe thấy Khiêm nói. Lại đây. Khánh Nam ngoan ngoãn nghe lời, bước lại gần, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Khiêm nâng mắt nhìn cô, sau đó ngồi xuống trước mặt cô, thản nhiên đưa những ngón tay thon dài của mình chạm vào vết thương ở dưới chân và tay của Khánh Nam do bị mảnh thủy tinh bắn vào gây rách da. Đau lắm đúng không? Đây là lần đầu tiên cảm giác được độ ấm trên ngón tay của Khiêm, không có lạnh lẽo mà là ấm áp. Tay nhúng nước thuốc nhẹ nhàng sát trùng giúp cho cô, thậm chí lực đạo cũng bị anh cẩn thận. Khi đó thấy Khánh Nam khẽ nhăn mày vì đau, anh dừng lại liếc mắt hỏi cô. Lúc đó khoảng cách của hai người rất gần, gần tới mức cô có thể cảm giác được hơi thở của anh phả lên chóp mũi của mình, mang theo cảm giác tê dại. Trong đôi mắt trong trẻo đó, Khánh Nam thấy mình thật là dọa người, cũng không biết là anh có chê mình hay không. Tuy nhiên, Khánh Nam không muốn yên lặng nên đành đáp lại. Nếu tôi nói đau, anh có thể đau lòng tôi. Ừ. Động tác của Khiêm hơi dừng lại khi nghe cô hỏi vậy. Có điều anh không muốn nói nhiều, chỉ ừ một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ định. Cô nhìn anh, hít vào một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi thôi thúc, vội đưa tay mình sờ lên gương mặt của anh, mấp máy. Khiêm,
Nếu không thích tôi thì đừng cho tôi hy vọng. Anh có biết không? Anh như vậy khiến cho người khác thật khó chịu. Nếu anh chán ghét tôi thì anh hãy nên cư xử giống như một người chán ghét tôi đi, chứ không phải là như thế này đâu. Cho dù là thương hại hay là lý do gì, việc anh cứu tôi, việc anh ăn đồ ăn tôi nấu, việc anh ngậm để tôi lẻo đẻo theo anh khiến cho tôi cảm thấy mình có hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thích tôi giống như là tôi thích anh vậy đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khánh Nam ném hết sự liêm sỉ của mình để tỏ tình và nói ra tâm tư của mình với một người đàn ông. Nhưng nó vẫn không thể làm cho Khiêm lung lay, chỉ im lặng nhìn, chỉ nhìn chứ không có hành động nào khác. Thôi được rồi, cô đã đánh giá quá thấp người thiếu niên này rồi. Thực chất anh là một tảng băng không thể nào làm tan chảy được, không thể lung lay được. Hoặc nói thẳng ra là anh không có trái tim, cho nên có làm cách nào cũng không thể chạy vào trong đó được. Nghĩ đến đây, Khánh Nam mắc cười liền nói. Nhưng mà nếu anh không có thích thì từ bây giờ tôi sẽ không có làm phiền đến anh nữa. Được rồi, anh về đi. Nói xong những lời này, Khánh Nam đứng dậy định bụng trở về phòng. Thì giây tiếp theo, cả người cô bị Khiêm kéo lại ôm chặt. Cô hoảng hốt nhìn anh, theo bản năng muốn giãy ra chạy trốn. Nhưng không có một chút si nhê nào. Ngược lại, anh còn nhanh chóng giữ lấy gáy của Khánh Nam, cúi đầu xuống hùng cô. Không phải là cảm giác hư ảo, mà là cảm giác mềm mại chân thật. Khoang miệng của anh vẫn còn lưu lại cái mùi rượu và thuốc lá. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, Khánh Nam có chút cay cay. Động tác vụng về nhưng lại giống như thôi miên, khiến cho cô không thể nào rời ra được. Hai tay dần dần đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Nụ hôn này không hề giống nụ hôn trong một phút nông nổi của cô với chú đêm hôm đó. Cô không biết nên dùng lời nào để diễn tả cho được, chỉ biết là cô đã chìm đắm. Khánh Nam giống như đã trải qua cả thế kỷ, cho đến khi hơi thở gần như bị rút cạn, Khiêm mới buông cô ra, dùng sức ôm cô, như muốn cuốn Khánh Nam lại thành một, thì thầm nói vào tai cô. Em rốt cuộc muốn cái gì? Em... đồ ngốc. Khiêm gõ nhẹ lên đầu của cô, khóe miệng mỉm cười thật nhẹ, sau đó lại ôm cô vào lòng. Cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng dấy lên rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, vẫn phải cố kiềm chế nén nó xuống, duy trì cái bộ dáng ngoan ngoãn với anh. Thời gian về sau còn dài, cô không tin là mình không thể moi được một chút thông tin nào về Trí, cũng như là về cuộc sống thật sự ở phía sau lưng của anh. Tóm lại, anh với Trí, ai mới là người ông chủ đứng sau, cô nhất định sẽ tìm ra được. Sau cái đêm này, Khánh Nam nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Khiêm, không còn là cái đuôi lẻo đẻo theo sau anh nữa, mà trở thành người có danh phận thật sự. Chỉ có Khánh Nam mới có thể gần anh, chỉ có cô mới có thể kéo tay anh, chỉ có cô mới có thể đến nhà anh thôi. Nhìn thẳng vào mắt của anh, nhìn thấy cái vẻ mặt dịu dàng đầy tình cảm của anh, mặc quần áo của anh. Tất nhiên, chuyện hai người hò hẹn nhanh chóng bị phát hiện, thông tin đồn khắp trường. Có thể nói thông tin này có tính chất bùng nổ, không thua gì tin con người cuối cùng cũng có thể lên được trên mặt trăng. Hễ là người ta cứ nghe được tin tức này thì phản ứng ban đầu đều sững sờ ngây ngốc. Trong miệng lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao hai người đó lại có thể ở bên nhau. Đây có là sự thật không? Rồi sau khi được đối phương khẳng định đáp án, toàn bộ đều hiểu giống như ngày mai bão lớn sẽ đổ ập vào vậy. Bởi hai người nhìn vào hoàn toàn không có điểm nào chung, vậy mà lại trở thành một đôi yêu nhau. Về phía Tâm, lúc biết chuyện, vẻ mặt nó cũng vô cùng hoảng sợ. Nhân lúc cô giáo chưa vào lớp, quay sang kéo tay Khánh Nam chất vấn. Mày ở bên gã Khiêm đó thiệt hả? Mày đang đùa với tao đúng không? Không có đùa. Khánh Nam lắc đầu, con Tâm dỗ tráng đầy bất lực than thầm. Mày điên hả Nam? Mày có biết là cái gã Khiêm đó là người như thế nào không? Ngoại trừ cái vẻ đẹp trai ra thì gã không có một chút gì xứng đáng với mày. Mày lao vào làm cái gì? Mày vừa xinh đẹp, mày vừa học giỏi nữa.
ngoài kia có biết bao nhiêu người theo đuổi mày, toàn là con nhà giàu, mày lại không chịu, tự dưng đi lao vào bụi rậm à, mày ngu nó vừa thôi chứ. Đã yêu ai bao giờ chưa? Cái gì? Khi nào yêu rồi thì sẽ biết thôi. Chỉ cần là người mày yêu, cho dù họ có đứng ở vị trí nào mày cũng không có quan trọng. Mày nói đạo lý từ bao giờ vậy? Chỉ nói một lần thôi, nhớ đó. Tao không có nhớ nhung gì hết. Tóm lại, tao cảm thấy gã này không có xứng với mày. Mày chơi bời thì được, nhưng yêu thì đừng có yêu, hiểu không? Tao thấy xứng với tao là được rồi. Tâm là bạn của Khánh Nam, nên nó thấy cô ở bên Kim là sai lầm. Nhưng những đứa theo đuổi Kim và mê mẩn anh thì lại ghét Khánh Nam đến mức hận không thể cầm dao rạch mặt. Tụi nó bắt đầu đồn đại Khánh Nam sử dụng thủ đoạn gì đó nên mới mê hoặc được một người như anh. Hoặc là Khánh Nam bỏ bùa anh, cho nên mới khiến cho anh nuông chiều cô, tùy ý để cô thích làm gì thì làm. Chứ bình thường không phải anh ghét Khánh Nam như điếu đổ hay sao? Tất nhiên mấy lời này nó không hề ảnh hưởng đến cô. Cô cũng không có muốn quan tâm. Tuy nhiên, lời đồn đại ầm ầm như vậy cũng không trách được xôn xao, khiến cho cô bị gọi lên văn phòng. Cô giáo không có giữ được nỗi bình tĩnh, ngữ điệu có phần gay gắt khi thấy Khánh Nam xác nhận tin đồn là sự thật. Em có biết cậu ta là ai không mà lại dám hẹn hò, công khai yêu nhau như vậy hả? Nam, cậu ta đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, đã từng đi tù. Ông không cha không mẹ, lang bạc nay chỗ này mai chỗ khác, cho nên mới học chậm so với người khác mấy năm. Tương lai dù có giỏi đến mấy cũng đã có vết nhơ rồi. Chưa kể tôi còn nghe nói cậu ta ngoài giờ học thì thường hay đi giao du với người phụ nữ có tiền, nói trắng ra là đi làm trai bao. Cậu ta chính là một dũng bùn lầy đen tối. Em định đánh cược tương lai của mình với cậu ta sao? Cô nói xong chưa? Tôi... Cô là cô giáo nên em không có muốn nói những cái lời quá đáng. Nhưng mà nếu cô còn nói những lời này về anh ấy một lần nữa, em không ngại viết đơn tố cáo cô không có phẩm chất của một nhà giáo đâu. Em... Cho nên cô nên rút kinh nghiệm đi. Em có thể nhân nhượng một lần, nhưng không có lần thứ hai. Để lại cho cô giáo mấy lời nói đó, Khánh Nam cũng không có muốn ở lại nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc xuống dưới cầu thang, nhìn thấy bóng dáng Kim đang đứng đó đợi mình. Cô lặng người, im lặng một lúc rồi cũng bước lại, nắm lấy tay của anh cùng anh rời khỏi. Đoạn đường này xác định sẽ có nhiều chông gai. Mấy lời này làm cho cô lung lay thì làm sao có thể chống đối được sóng gió phía sau. Cho nên cô không được phép ngã xuống được. Lúc xác định ở bên nhau, Khánh Nam còn tưởng là cô với Kim sẽ có nhiều điểm không hợp. Nhưng không ngờ mọi thứ lại khác xa tưởng tượng. Hai người đều giống nhau, đều không thích hợp với đám đông, đều không thích người ngoài bước vào cuộc sống của mình. Có chia sẻ gì cũng chỉ ưu tiên đối phương. Như vậy, vừa khiến hai người hiểu nhau hơn, vừa thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Anh cũng đưa cô trở về ngôi nhà của anh. Hai người cùng nhau làm việc và học bài ở đó. Cùng nhau nấu cơm, thậm chí Khánh Nam cũng đã từng ngủ lại qua đêm ở đó. Và bây giờ, cô cũng mới biết, sau cái lần Khánh Nam gặp bác trai của anh ngày đó thì mấy ngày sau ông ấy cũng đã chuyển đi chỗ khác. Mẹ của anh thì được anh trai đón đi chăm sóc, cho nên chỉ còn lại có một mình anh ở lại căn nhà này. Lần đầu tiên nghe thấy Kim nhắc đến anh trai, cô im lặng một lúc rất lâu, sau đó cũng giả bộ. Anh có anh trai sao? Anh trai của anh không có ở đây à? Anh ấy bận công việc nên ở thành phố khác. Vậy hai người không có thường xuyên gặp nhau sao? Vậy sau này anh muốn gặp mẹ anh thì thế nào? Mẹ anh ở bên đó sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn, anh cũng bớt lo hơn nên lâu lâu gặp cũng được. Dạ. Khánh Nam gật đầu, mỉm cười gấp cho Khi một miếng thịt vào trong chén. Không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục duy trì thái độ ngoan ngoãn với anh, cùng anh trải qua yêu đương ngọt ngào. Tuy nhiên, đến năm thứ hai ở bên nhau, Khánh Nam vẫn không thể tìm ra được bất cứ một chút manh mối nào cùng với bí mật mà anh đang che giấu. Bản thân bắt đầu trở nên sốt ruột, cảm thấy mình phải cứng rắn tấn công lên một chút nữa, nếu không chỉ càng thêm tốn thời gian mà thôi. Và rồi, ngày sinh nhật của Khánh Nam, cô cũng quyết định mua đồ ăn về nhà của anh để tổ chức.
hai người cùng nhau đón sinh nhật lần thứ 20. Khi ngồi bên ban công nhỏ căn hộ của anh, cô nghe thấy anh nói: "Sắp tới nghỉ lễ, Dũng định đưa em đi chơi, nhưng mà anh phải về nhà một chuyến, em ở lại đi chơi với Tâm nghe." "Nhà có chuyện gì sao?" "Không có gì, anh muốn về thăm mẹ thôi." "Vậy anh cho em đi cùng với anh đi, em cũng muốn đến thăm bác gái được không?" "Không được." "Sao lại không được? Không lẽ anh không xác định mối quan hệ lâu dài của chúng ta? Anh có người khác?" Ngữ điệu của Khánh Nam có phần lớn hơn. Cô tách mình ra khỏi Kim không vui rồi nói tiếp: "Chúng ta ở bên nhau 2 năm rồi, tình cảm của em chưa đủ để anh tin tưởng về em sao? Hay vốn dĩ anh từ đầu chỉ có em là một đứa đeo bám anh, mang đến cho anh khó chịu?" "Không phải như vậy." "Thái độ của anh khiến cho em nhận ra anh chính là như vậy đó. Mà thôi, nếu thật sự anh muốn dừng lại, anh cứ nói với em một câu, em sẽ không bao giờ tới đây tìm anh nữa đâu." "Nào mà." "Anh đừng có gọi tên em." Khánh Nam dùng dằng quay người đi vào trong nhà, chụp vội cái túi xách chạy lao ra ngoài. Khiêm đuổi theo túm lấy cánh Nam, ép cô phải đối diện với anh, hai tay bóp chặt lấy vai cô, cúi đầu xuống hôn cô, dùng thật nhiều sức như là trừng phạt Khánh Nam, còn cắn nhẹ, cuồng dã mà xâm nhập miệng của cô. Triền Miên trong nháy mắt đã muốn hít hết toàn bộ dưỡng khí. "Nam, anh không muốn em về nơi đó, vĩnh viễn không bao giờ muốn em bị cuốn vào nó." Đúng thật là Khánh Nam biết cái thế giới nó giống chỉ không có thuộc về mình. Tuy nhiên, cô vẫn muốn bước vào. Bản thân cũng không có chịu thỏa thuận với Kim. "Không phải người ta vẫn nói, đã yêu nhau rồi thì cho dù đối phương có như thế nào cũng chấp nhận sao? Em yêu anh, em muốn biết về cuộc sống của anh hơn, muốn được gần với những người thân của anh. Điều đó là đương nhiên thôi, anh cảm thấy khó chịu hả?" "Không phải." "Nếu không phải, sao thái độ của anh có vẻ không có vui vậy? Anh thật sự không có muốn chia sẻ với em à?" Đôi mắt của Nam đượm buồn, còn mang theo một chút ấm ức. Đảm bảo lúc này chỉ cần một cái chớp mắt, nhất định sẽ rơi lệ. Có lẽ điều đó quá chân thật, khiến cho Khiêm hơi lặng người, cảm thấy có lỗi với Khánh Nam, nên anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc dài của cô thì thầm: "Nam, em không cần phải để ý đến những cái thứ khác, em chỉ cần để ý đến anh là được rồi." "Tại sao chứ?" "Tại vì anh không muốn em nhìn về bất kỳ một ai khác ngoài anh." "Dạ." Khánh Nam ủ rũ gật đầu, cứ tưởng là kế hoạch sẽ thất bại, không có tìm ra được cách giải, thì vào một ngày của 2 tháng sau, khi hai người đang đi chơi cùng với nhau, thì Khiêm nhận được điện thoại. Cô không có rõ đối phương nói cái gì, nhưng cô nhìn rõ ra cái nét mặt của anh trở nên hoảng hốt, xuất hiện một chút tái nhợt. Anh quay sang gấp gáp nói với Khánh Nam: "Để anh gọi xe cho em về trước nha, bây giờ anh đi có việc, chắc là không có thể cắm trại cùng với em được nữa." "Anh có chuyện gì sao?" "Ừ." "Nhưng mà là chuyện gì?" Mắt thấy Khiêm vội rời đi, cô nhanh tay túm lấy anh giữ chặt, kiên quyết không buông. Thật ra không phải là cô lo cho anh đi một mình bị làm sao, mà là cô muốn biết chắc chắn là anh đi gặp anh trai của mình, cho nên cô không thể đánh mất cơ hội này được. Quen nhau hơn 1 năm nay, Khánh Nam nhận ra người có thể khiến cho Khiêm mất lý trí và lo lắng chỉ có một người, đó là mẹ của anh. Và bây giờ mẹ của anh lại ở với anh trai, cho nên suy ra có lẽ mẹ của anh gặp chuyện gì đó cho nên họ mới gọi tới anh. Và rồi quả nhiên như những gì cô suy luận, Khiêm nhìn cô nặng nề nói: "Mẹ của anh đã nhập viện, bây giờ anh phải đi vào bệnh viện với bà." "Vậy để em cùng đi với anh đi, chúng ta cùng đi." "Không cần đâu, thật ra anh đừng có nói không cần được không? Khi mà anh là người yêu em, là người em xác nhận lấy làm chồng sau này, vì vậy mẹ của anh cũng như là mẹ của em vậy, anh có thể đừng có để em biến thành người ngoài có được không?" "Anh..." "Được không Kim?" Khánh Nam nghẹn giọng, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này điện thoại của Kim lại reo chuông, cô thấy anh nhìn lướt qua màn hình rồi tắt máy, sau đó không nói không rằng kéo lấy tay cô đi ra phía đường lớn đón taxi.
Cho tới khi hai người ngồi lên xe rồi, bây giờ anh mới lại nói. Một lát nữa em cứ đứng ở bên cạnh anh, đừng có chạy lung tung đi đâu cả, được không? Dạ. Ừ, ai hỏi em cũng không cần phải trả lời. Dạ. Suốt một quãng đường, Khánh Nam không hề dám hỏi bất cứ chuyện gì về Kim, chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh anh, cầm lấy tay anh siết lại. Khoảng 30 phút cũng đến được bệnh viện. Lúc này Khánh Nam mới biết nơi hai người đến là bệnh viện quốc tế Vinmec, một trong những bệnh viện đắt tiền nhất ở cái thủ đô này. Đi theo Kim lên đến tầng cấp cứu, Khánh Nam cuối cùng cũng nhìn thấy anh trai của Kim cùng với một người khác đứng bên ngoài hành lang chờ đợi. Anh trai anh đang nghe điện thoại, sắc mặt thâm trầm có chút dọa người. Dường như là công việc đang gặp trục trặc gì đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô với Kim đứng cạnh nhau, anh chỉ khựng người lại mất một giây, sau đó thay đổi sắc mặt của mình, bước tới gật đầu với Kim. Mẹ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ muốn uống sữa nhưng không gọi được người làm mà tự tay dối lấy, cuối cùng không cẩn thận ngã xuống dưới sàn. Một tiếng sau người làm mới phát hiện ra. Lúc đó anh đang ở đâu? Anh bận đi gặp đối tác, nhận được điện thoại liền bỏ dở chạy tới đây. Cuộc nói chuyện của anh em nhà họ không có phần thân thiết. Tuy nhiên, Khánh Nam vẫn nhận ra được Kim đối với anh mình không hề có ý chán ghét hay là căm thù. Ngược lại giống như kiểu ngầm thương xót vậy. Anh không nói gì sau cái câu trả lời của anh trai mình, chỉ kéo tay Khánh Nam ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt đầy bất lực, thỉnh thoảng cứ nhìn vào cái đèn ở trước cửa phòng cấp cứu xem có chuyển xanh hay không. Một cảnh này làm cho trái tim của Khánh Nam nhói lên vô thức. Bất giác nhớ lại mình của thời gian trước, ngày đó hình như Khánh Nam mới có 12, 13 tuổi gì đó. Chú đi làm nhiệm vụ không may bị thương, phải đưa trở về cấp cứu. Tình hình nguy cập khiến cho mọi người sợ hãi không thôi. Khi Khánh Nam được chú Cường đưa đến bệnh viện, Khánh Nam cũng giống như Kim bây giờ, sợ hãi và lo lắng, không dám nghĩ đến những điều tồi tệ. Tất nhiên, Khánh Nam không thể mạnh mẽ như anh mà giữ thái độ im lặng. Mà cô khóc, khóc lớn lắm, nước mắt chảy ra như vỡ đê, ràn rụa trên mặt. Khánh Nam còn nhớ mình túm lấy tay của chú Cường, hỏi chú ấy có nhiều câu vô nghĩa. Lúc bác sĩ ra, cô cũng bám chặt lấy không buông. Tới khi xác định chú thật sự không sao, bây giờ mới hạ xuống được tảng đá đè nặng trước ngực xuống. Siết chặt cái nắm tay, Khánh Nam nói với Kim. Anh đừng lo lắng quá, các bác sĩ ở bệnh viện này đều là những bác sĩ giỏi, họ nhất định sẽ giúp bác thoát khỏi cơn nguy kịch thôi. Kim gật gù, anh không trả lời cô, lại cúi đầu ôm lấy mặt. Khánh Nam thở dài quay đầu, bất thình lình lại chạm phải cái nhìn của anh trai anh. Anh ta rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng định hút. Nhưng chắc có lẽ là nhớ ra đây là bệnh viện nên lại đút trở vô. Từ đầu đến cuối hành động đều trầm ổn, không khác hẳn với công việc của anh ta hiện tại đang làm. Giây phút này, Khánh Nam tự hỏi chính bản thân của mình, làm như thế nào mà hai người đàn ông sinh ra từ dưới đáy của xã hội lại có thể có cái khí chất mà có khi một số người giàu cũng không thể nào có được. Làm thế nào là như vậy chứ? Khánh Nam và Kim ngồi chờ đợi mất khoảng một tiếng nữa thì đèn cấp cứu cũng tắt, vì chủ nhiệm là bác sĩ điều trị chính cho mẹ anh bước ra thở phào. Trước mắt bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ để cho bệnh nhân nằm ở ICU 24 tiếng nữa để kiểm tra xem tình hình như thế nào, sau đó sẽ đưa trở về phòng bệnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn có một số chuyện muốn bàn bạc với người nhà. Mọi người cử ra một người đến phòng tôi nói chuyện nghe. Tôi sẽ đi cùng với bác sĩ. Kim nghe xong liền đáp lại ngay, anh quay sang dặn cô ngồi ở ghế đợi anh, sau đó mới lại quay ra nói với anh trai của mình. Anh coi chừng quái giùm em một chút nghe. Được. Nhận được cái gật đầu của anh trai, lúc này Kim cũng mới quay người đi theo bác sĩ lên phòng làm việc của ông ấy. Giây lát, không gian chỉ còn lại hai người,
Khánh Nam hơi hoảng, cũng tính đứng dậy đi ra ngoài hóng gió một chút, thì bất chợt, anh trai của Khiêm lại bước lại gần cô, đưa cánh tay mình muốn bắt lấy cánh tay của Nam, sau đó giới thiệu. Chào em, tôi là Trí, là anh trai của Khiêm, em là bạn thằng bé đúng không? Chào anh, em là Khánh Nam. Khánh Nam, cái tên rất hay, em với Khiêm học cùng trường với nhau à? Dạ, em học sau anh ấy hai khóa. Khánh Nam không dám nhìn vào đôi mắt của Trí, bởi nó thực sự sắc bén, gần như muốn lột trần Khánh Nam vậy, làm cho cô bối rối, thậm chí là còn mang theo hoảng loạn. Nếu nói Khiêm là người lãnh đạm ít nói, thì người trước mặt Khánh Nam đây còn hơn anh tận mấy phần. Không cần nói gì, nhưng toàn thân tỏa ra khí chất làm cho người khác sợ hãi không sao thở được. Em không cần phải tạo khoảng cách với tôi như vậy đâu, là bạn của Khiêm cũng là bạn của tôi. Khóe miệng của Trí hơi nhếch lên, nhưng ý cười lại không hề tồn tại trong đáy mắt đen lấy đó. Thậm chí Khánh Nam còn cảm thấy những lời mà anh ta nói với Khánh Nam lúc này tất cả chỉ là nói cho có lệ. Cái chính là anh đang quan sát Khánh Nam, cố gắng muốn tìm xem cô rốt cuộc có tâm tư xấu nào với Khiêm hay không. Thảo nào Khiêm không hề hợp với anh trai của mình, hóa ra cũng là sự khác biệt rõ rệt như thế này. Uống đi, nghe nói mấy người trẻ các em thường hay uống cái thứ này. Không biết từ lúc nào Trí đã sai vệ sĩ đi mua ly trà sữa đem về đây, hay là anh ta lấy ở đâu ra, mà bây giờ nó đang ở ngay trước mặt cô. Khánh Nam nhìn anh ta, lòng bàn tay rịn mồ hôi, dù không thích nhưng vẫn phải mỉm cười nhận lấy. Không hiểu hành động ôn nhu và quan tâm này của anh ta là ý gì. May mắn, khoảng thời gian đó trôi qua thật mau, vì vài phút sau Khiêm cũng quay trở lại. Anh đi tới nắm tay Khánh Nam, rồi quay sang nói với anh trai. Bác sĩ nói nên để mẹ ở lại bệnh viện một thời gian, ở bệnh viện có điều dưỡng chăm sóc riêng, anh cũng không có cần phải thuê người ngoài đâu. Ừ, cứ theo ý của em đi. Bây giờ mẹ ở phòng ICU, chưa có ra được. Chúng ta đi ăn cái đã. Trễ rồi, anh cũng chưa có ăn bữa trưa nữa. Thôi, không có cần đâu. Lâu lắm rồi anh em chúng ta không ngồi với nhau. Cũng phải hơn một năm rồi đó. Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói với hai đứa. Chuyện này... Đừng có từ chối, đi thôi. Anh kêu Triết đặt bàn rồi. Ừ, dạ. Trước sự quyết đoán của Trí, Khánh Nam với Khiêm đành phải thỏa thuận theo anh đi sang nhà hàng cách bệnh viện một đoạn đường. Bữa cơm này anh ta bao nguyên một phòng VIP, gọi rất nhiều món ngon, thậm chí còn tỏ ra hiếu khách, ưu tiên những món mà Khánh Nam thích. Cho cô gọi đồ đối với người khác, có lẽ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Hận không thể chụp những bộ ảnh up lên trên mạng để sống ảo. Nhưng mà Khánh Nam thì khác, Khánh Nam cảm thấy ngột ngạt thật sự. Giống như là cô đang ngồi trong một cái hang rắn, xung quanh đều là những con rắn độc đáng sợ. Chỉ cần ngọ ngoại một chút là chúng sẽ lè những cái lưỡi nhọn quát hướng đến Khánh Nam phì phì phóng ra nọc độc. Thật sự cô chỉ muốn ước gì mình có thể kết thúc bữa ăn này càng nhanh càng tốt. Một bàn thức ăn ngon trước mặt vẫn không có giúp cho sự căng thẳng hạ xuống. Miếng thịt nhai trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, chỉ muốn phun ra, khó chịu vô cùng. Khánh Nam quay sang nhìn Khiêm cầu cứu, nhưng ánh mắt đó đã bị Trí bắt được. Anh ta nói với Khánh Nam: "Sao vậy? Mấy món này không có hợp khẩu vị của em sao?" "Không phải, em no rồi." "No? Em còn chưa ăn đến con tôm thứ ba đâu. Sức ăn của em kém quá, hay là em sợ Khiêm nó nghĩ ngợi gì à?" "Em..." "Chúng ta sau này dù sao cũng là người một nhà, trước lạ sau quen, em cứ coi anh như là anh trai là được rồi." "Dạ, em biết rồi." "Thời gian này công việc của anh cũng không có bận, sẽ ở lại đây một thời gian. Hai đứa khi nào rảnh thì tới nhà anh ăn cơm, để chúng ta có nhiều thời gian hiểu về nhau hơn." Nói đến đây, Trí hơi dừng lại một chút rồi quay sang nói với Khiêm. "Khiêm nè, căn nhà cũ kia cũng đã cũ rồi, sắp tới hết hạn tiền nhà, em trả lại người ta đi. Anh có mua một căn chung cư, em chuyển đến đó ở cho rộng rãi thoải mái." "Em ở bên này cũng được mà." "Thật ra sắp tới anh sẽ bận nhiều hơn. Anh muốn để mẹ ở đây với em, sau đó sẽ thuê lấy một người giúp việc chăm sóc riêng cho mẹ.
Như vậy em với mẹ vừa có thể ở gần nhau mà anh cũng yên tâm hơn đó. Lời giải thích của Trí quả thật hợp lý, lại đánh thẳng vào trọng tâm, khiến cho thái độ của Khiêm từ cứng rắn trở nên lung lay. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một hồi cũng phải gật đầu đồng ý. Khánh Nam hiểu anh rất thương mẹ của mình, không bao giờ muốn mẹ ở xa mình, chỉ muốn được ở gần chăm sóc cho mẹ mà thôi. Vừa rồi để mẹ anh theo anh trai cũng chỉ là điều kiện bất đắc dĩ. Một tuần tiếp theo trôi qua, sau cái bữa ăn với Trí, Khánh Nam với Khiêm đều không có gặp anh ta nữa. Tuy nhiên, cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình có chút khác lạ. Đại loại chính là Khánh Nam luôn có cảm giác có người đang theo sau, dõi theo mình, mặc dù chưa bắt được tận tay, hoặc cũng có thể là do Khánh Nam tưởng tượng. Nhưng mà cảm giác bất an mỗi lúc một dâng đầy, một màn đó không có thoát khỏi được tầm mắt của Tâm. Nó nói với Khánh Nam. Sao vậy? Không có gì, chắc là do tao cảm thấy không thoải mái thôi. Có cần phải xuống phòng y tế không? Tao xin phép cô giáo cho nghe. Không có cần đâu. Ừ, tối nay sinh nhật lớp trưởng, tụi nó tổ chức ở bar đó, có đi không? Ờ, sao cũng được. Vậy thì tối nay đi cùng nha, đi cho xả stress đi, mấy nay nhìn mày cứ như là người trên trời đó. Mặc dù Khánh Nam cũng không có quan tâm đến lời của Tâm cho lắm, tuy nhiên đến cuối tuần, cô dẫn theo nó đi đến địa chỉ là quán bar Dream. Dream là một quán bar lớn nhất thành phố, ở bên ngoài cũng có thể nghe được âm thanh đinh tai nhức óc ở bên trong. Đi vào là rất nhiều thân hình lắc lư theo nhạc, ánh đèn cuồng loạn làm cho người ta hoa hết cả mắt. Khánh Nam không thích không khí này nhưng đã hứa với cả lớp là đến rồi nên không thể quay ra được. Thành ra phải lò mò tìm phòng. Vậy nhưng nơi này thật quá rộng. Khánh Nam đi còn bị lạc, điện thoại có gọi cũng không nghe thấy âm bên kia nói cái gì, nhắn tin cũng không ai trả lời. Đoán chừng là bây giờ họ đang chìm đắm với sự vui chơi của mình rồi. Giây phút đó, Khánh Nam còn chưa biết mình phải nên làm gì thì bất chợt lại đụng phải ánh mắt. Một tận ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy Trí. Hiển nhiên là anh ta cũng nhìn thấy cô, nên bèn quay sang nói với người vệ sĩ của anh ta đi ra mời cô vào phòng. Khánh Nam bất an nhìn bốn phía. Đây là một căn phòng xa hoa không khác gì cung điện. Một người phụ nữ xinh đẹp, nhu thuận tựa vào người anh ta. Trên mặt biểu tình giống như đang chờ đợi hoàng đế sủng hạnh. Thấy anh ta cho gọi Khánh Nam vô, đôi mắt của cô ta không có vui, ngả ngớn hỏi. Cô gái này là... Một người quan trọng. Nè, ra ngoài chơi đi. À, tôi có chuyện rồi. Người mới của anh hả? Thay thế vị trí của em à? Ra ngoài đi. Trí có vẻ không thích người khác chất vấn mình, nên đối với sự nhõng nhẽo của cô gái kia, anh ta cũng không hề cho đối phương một chút mặt mũi nào hết, khiến cho cô gái kia phải ấm ức ôm mặt mà chạy ra ngoài. Sau đó là những người khác. Cánh cửa đóng lại. Giây lát căn phòng chỉ còn lại có Khánh Nam với Trí. Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đứng dậy đi lại về phía của Khánh Nam, thản nhiên cởi cái áo vest của mình xuống khoác lên người cô. Sau đó ấn Nam ngồi xuống ghế, ngữ điệu quan tâm đầy giả tạo. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, đừng có ăn mặc phong phanh như thế này sẽ bệnh đó. Cảm ơn anh. Cô cắn môi đáp lại, những ngón tay đồng thời cũng cuộn tròn. Trí lại đẩy cái dĩa trái cây đến trước mặt cô, sau đó lại hỏi. Em đến đây có việc gì sao? Sao không đi cùng với Khiêm? Hai đứa dạo này thế nào rồi? Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng của em. Bạn ấy tổ chức sinh nhật ở đây, nhưng nơi này rộng quá, em không có tìm được phòng. Em có nhớ tên phòng không? Hình như là VIP 5. Chỗ đó tôi biết, ngồi một lát đi. Một lát tôi đi em qua bên đó. Dạ. Vì đang là bạn gái của Khiêm nên ở trước mặt của Trí, Khánh Nam không thể không tỏ ra ngoan ngoãn được. Vì vậy anh ta nói cái gì cô cũng gật đầu nghe lời, cứ tưởng như vậy là xong. Ai ngờ sau một phút im lặng, anh ta lại hỏi Khánh Nam. Nam là người ở đây luôn sao? Hay là ở tỉnh khác? Dạ, hồi nhỏ em sống ở Điện Biên, 8 tuổi mới xuống đây.
Điện Biên à. Tôi rất quen thuộc ở nơi đó, không chừng có thể biết đến ba mẹ của em cũng nên. Ba mẹ của em đều mất từ sớm. Từ nhỏ em được chú của mình nuôi lớn, cho nên em cũng không có nhớ nổi được gương mặt của họ như thế nào nữa. Vậy à, vậy bây giờ em đang ở với chú sao? Không, chú ấy thường xuyên phải đi công tác, phần lớn em đều ở một mình thôi. Là doanh nhân? Không, là một người lính đặc nhiệm. Khánh Nam trả lời không thiếu một chi tiết nào, đồng thời mắt cũng đưa lên quan sát nhìn Trí. Quả nhiên, cô thấy khóe mắt của anh ta lóe lên một giây, sau đó khóe miệng hơi cười, những ngón tay thon dài xoay xoay cái ly, bộ dáng tùy ý không có mấy quan tâm. Anh ta không hề sợ hãi trước sự biết sự thật về Nam. Đã vậy còn thản nhiên nói, là một đặc nhiệm à. Khánh Nam nhìn Trí, không rõ ý chọc tức trong ánh mắt của anh ta, định bụng hỏi lại, thì anh ta lại có điện thoại. Trí không hề tránh đi mà trực tiếp nghe, nói bằng tiếng Anh, giọng nói cực kỳ lưu loát và trôi chảy. Một lần nữa khiến cho cô không khỏi cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ vì hai anh em nhà anh lại khiến cho người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm giác họ giống như một phương trình vậy. Cho dù cô có cố gắng muốn giải nó, thì mãi mãi vẫn không thể tìm ra được đáp án đúng. Nhưng cũng may, vì có cuộc điện thoại đó cho nên Khánh Nam không phải đối diện với những lời thăm dò của anh ta nữa. Ít nhất, cảm giác đè nặng nơi lồng ngực cũng không còn. Khánh Nam ngồi đối diện với Trí, trong lúc bức bối quá, đành cầm cái ly nước trái cây mà anh ta cho người mang tới. Lúc đầu nó khá là ngọt, rất ngon, nhưng không hiểu sao được một lúc đầu óc của Khánh Nam bắt đầu trở nên choáng váng, cảm giác nóng cồn cào nơi cổ họng và ruột gan bỗng bùng lên như muốn thiêu đốt, thật sự khó chịu đến vô cùng. Dần dần tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, người như đi trên mây, những chuyện xưa cũ là như một thước phim ùa về đánh thẳng vào đại não. Cổ họng có chút lượm, Khánh Nam không chịu được nên đành loạng choạng đứng lên, lý nhí chào Trí một câu, sau đó mơ màng tìm đường đi ra nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương lúc này, cô phát hiện hai má bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng ống lên, mái tóc cũng có chút hơi rối, nhìn thế nào cũng không có được chỉnh chu. Con Tâm thì liên tục gọi điện tới. Khánh Nam lè nhè nói cô ấy đợi Khánh Nam một chút vì cô đang bị lạc, khuyên họ cứ tiếp tục vui chơi, không có cần phải đợi làm gì. Xong công việc nhất định cô sẽ tới. Cô đứng thần người một lúc cũng mở cái túi ra lấy đồ để make up lại, dỗ dỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo, sau đó mới quay người ra ngoài đi đến tiệc sinh nhật. Nào ngờ vừa mới bước ra ngoài đã thấy Trí đang tựa vào hành lang như đang đợi mình, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Một khắc đó bước chân cô chùng lại, phải cố gắng lắm lướt qua như không thấy gì, thì ngay lập tức anh ta kéo lại, dùng tay ôm chặt cô. Lồng ngực của anh ta to hơn và rắn chắc hơn của Khiêm, mùi hương trên người cũng không phải là mùi nước hoa mà là mùi quắc hương nhàn nhạt, quyến rũ, mang đến cho người khác cảm giác mê mẩn. Có lẽ vì khoảng cách độ tuổi và là người đàn ông trưởng thành, nên sức hút của Trí so với Khiêm có nhỉnh hơn vài phần, việc mê hoặc người khác cũng dễ hơn. Khoảng khắc đó, cô muốn dãy người ra khỏi nhưng không được, cuối cùng có thể ngọt nhạt mà nói, anh Trí, buông em ra. Cô thật sự tức giận, có điều Trí không để mắt, vẫn ôm chặt vô cùng, xung quanh thật yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cười đùa ở phòng gần đó truyền ra. Khánh Nam sợ cứ như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy nên đành kiên nhẫn nhắc lại, anh Trí, anh làm em đau đó. Cô không thoát được khỏi sự kìm chặt của Trí, cuối cùng cũng đành phải buông bỏ, tùy ý để cho anh ta ôm vào lòng. Một lát sau, anh ta cuối cùng cũng buông Khánh Nam ra, tuy nhiên lại chống cánh tay khóa chặt Khánh Nam ở giữa bức tường cùng với lồng ngực của mình. Ngón tay thon dài đưa lên xoa gò má nhẵn mịn của cô, cánh môi cũng sát lại gần, sau đó đặt lên nó một nụ hôn phớt qua, nhẹ, nó nhẹ giống như là gió vậy. Một màn này khiến cho Khánh Nam giật mình, đôi mắt hơi hoảng loạn nhìn lên.
Nhưng còn chưa kịp nói ra câu chửi nào thì bên tai lại vang lên tiếng thì thầm của người đó. Em biết không, em thật sự rất đẹp. Khánh Nam phải công nhận cái ngữ điệu của Trí lúc này thật sự mê người, vừa trầm khàn vừa nhấn nhá, khiến cho đối phương nghe xong không thể nào cưỡng lại được. Chưa kể ở anh còn toát ra một sự cuốn hút không khác gì giống như thôi miên người khác, nhất là phái nữ. Một khi đã chạm phải là không thể muốn rút lui ra lúc nào thì cũng được đâu. Đương nhiên trong đó không có Khánh Nam, bởi cô không có hề yêu anh ta, không hề có cảm tình với anh ta. Nhưng đến chính cô cũng khó có thể bình tĩnh được trước những cơn sóng ập tới đầy bất ngờ này. Khánh Nam say, đúng, cô đang say. Cô không có đứng vững được nên chỉ có thể tựa vào người của anh ta, bám víu lấy một vạt áo của anh ta để giữ bản thân thăng bằng, không có ngã xuống đất. Cô cũng muốn tránh khỏi bàn tay to lớn đang túm chặt lấy eo của mình, chỉ là càng giãy giằng co thì càng khiến cho lực đạo của anh ta mạnh hơn. Khánh Nam càng bị khảm chặt hơn, dần dần bóng tối rất nhanh kéo ập tới. Cô không biết thời gian cô ngủ kéo dài bao lâu, chỉ biết cô tỉnh dậy, bản thân phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Phía sau tấm kính rộng là cả thành phố sắp bình minh, bầu trời cũng dần dần hửng sáng. Bố cục trang trí nơi này rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường, một cái tivi lớn treo trên tường, một cái kệ dài và nhiều ngăn, thì không hề có thêm bất cứ một thứ gì khác trang trí cả. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5 giờ sáng. Khánh Nam không hề nháo loạn điên cuồng mà chỉ khẽ lắc đầu mấy cái. Sau đó tung cái mền đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xem có camera hay không. Tới khi xác định là không có, bây giờ bản thân mới thở phào, bắt đầu rón rén tìm từng ngóc ngách, lật từng cái miếng đệm. Ngày hôm qua, cô say bất tỉnh nhân sự, nhưng cô vẫn đủ ý thức nhận ra Trí là người đã đưa cô về đây, và nơi này là nơi riêng tư của anh ta, chứ không phải là của Khiêm. Mà đã là nơi riêng tư, thì kiểu gì anh ta cũng có sẽ giấu những cái thứ quan trọng. Khánh Nam nhất định phải tìm được nó. Cô nhất định sẽ khiến cho anh ta phải trả giá cho những việc mà anh ta đã làm. Chỉ là dù Khánh Nam có lục tung tất cả lên, nhưng mọi thứ đều trống không, không tìm thấy một quyển sách hay là những thứ nào đáng nghi cả. Thật sự không hề có. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy bầu trời giống như sụp đổ, toàn thân mang theo sự vô lực ngã xuống sàn, cắn môi đến đau nhói. Bây giờ cô phải tìm ở nơi đâu đây? Chỗ này không có, vậy thì anh ta có thể để ở đâu? Không phải ở phòng ngủ, không để là thư phòng. Đúng rồi, trước kia chú Phương cũng hay để những cái thứ quan trọng trong thư phòng. Chắc chắn tên Trí này cũng vậy. Nghĩ đến đây, cô vội quẹt nước mắt, chống tay đứng dậy, chạy ra mở cửa, muốn bước ra bên ngoài. Nhưng còn chưa bước được bước nào, cô đã nhìn thấy Trí đứng ở trước mặt của mình, bóng dáng cao lớn che chắn, gần như hết ánh sáng từ trên trần hắt xuống. Anh ta nhìn cô một lượt sau đó hỏi: Dậy rồi à, còn thấy đau đầu không? Em đỡ rồi, anh đưa em về đây sao? Ừ, em uống bất tỉnh nhân sự như vậy, tôi bỏ mặc em ở đó, không có may em bị làm sao thì tôi biết ăn nói làm sao với thằng em trai của tôi đây. Nhắc đến Khiêm, lúc này cô cũng mới nhớ tới điện thoại của mình, vội chạy vào trong phòng lục cái túi sách ra để tìm. Kết quả màn hình tối om, cô bấm thế nào cũng không lên. Đang luống cuống thì Trí lại đưa tay nhấc lấy cái máy của cô, đặt vào cái bàn sạc tự động ở bên cạnh. Em để sập nguồn rồi đó, sạc một chút đi. Dạ thôi, không có cần đâu, bây giờ em về luôn đây. Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về. Trời cũng gần sáng rồi, ở lại ăn sáng xong một lát tôi đưa em trở lại về trường. Em về trường ăn cũng được, làm phiền anh cả đêm hôm qua rồi, em cũng thấy ngại. Đều là người một nhà, đừng có ngại gì hết. Nếu không ngủ được nữa thì xuống dưới, tôi nấu cơm sáng ăn xong rồi đi. Nghe vậy, Khánh Nam ngây người một lát, rồi cũng theo bước chân Trí đi ra ngoài. Anh ta đi trước Khánh Nam, lúc này cô cũng mới phát hiện ra anh ta giống như vừa mới tắm xong. Trên người tỏa ra mùi hương sữa tắm bạc hà nhàn nhạt.
nhất thời khiến cho đầu óc cô như bị mê hoặc, không thể nào phản kháng lại được. Ra tới phòng khách, Trí đột nhiên giương tay kéo, đôi đồng tử nhìn cô giống như có điểm gì đó khác lạ, như vừa mới soi xét, vừa muốn đe dọa. Cô mím chặt môi, chân tay luống cuống, cảm giác trong lòng bàn tay kia như chạm phải lửa, thậm chí khống chế không được mà run lên. Sau đó, đôi môi mềm mại của Trí chậm rãi đặt lên môi của cô, trằn trọc, mềm nhẹ, dẫn dắt cô vào luân hãm. Cùng lúc đó, cô cảm giác được tay của anh ta ở trên lưng cô chậm rãi đi xuống, theo vạt áo đi vào trong cơ thể của cô, dọc theo lưng của cô hướng về phía trước. Thân hình của cô chợt cứng đờ. Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị anh ta giữ chặt, khóa thân hình nhỏ bé của mình lại, ép cô phải chạy theo sự dẫn dắt của anh ta. Tới khi hơi thở gần như rút cạn hết, bấy giờ anh ta mới chịu buông lỏng, đưa ngón tay thon dài của mình lên, vuốt lấy cánh môi hơi sưng của cô mà thì thầm. Bây giờ tôi đã biết vì sao em trai tôi lại mê mẩn em như vậy. Quả thật, em có sức hút khiến người khác không thể nào cưỡng lại được. Đến như tôi cũng bị em nắm gọn trong lòng bàn tay. Em nói tôi phải thế nào đây với em? Anh... Đừng có sợ. Ngón tay của Trí chỉ nhẹ nhàng mà mơn trớn trán của cô. Tay kia không chút nào trì hoãn thăm dò cơ thể của cô. Khánh Nam không phản kháng, bởi vì lúc này cô còn đang bận suy nghĩ một số chuyện. Trước kia, cô sợ mình không tiếp cận được với Trí cho nên mới tìm đến Khiêm. Mục đích là muốn lợi dụng anh để tiếp cận anh trai anh, khiến cho anh yêu cô chết đi sống lại, thì lúc đó sẽ bắt đầu anh em nhà anh phải trả giá hết những gì họ đã cướp của cô. Nhưng mà bây giờ, tên Trí này lại tỏ ra có hứng thú với cô. Cô có nên bỏ Khiêm để chấp nhận ở bên anh ta hay không? Phải biết là nếu được ở bên cạnh Trí, Khánh Nam sẽ có rất nhiều cơ hội tìm hiểu những thứ bí mật của anh ta hơn. Có thể moi được nhiều thông tin hơn, có thể trả thù anh ta sớm hơn. Mãi suy nghĩ, cô không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi bàn tay của Trí luồn lên đặt vào ngực của cô. Cô mới bừng tỉnh, đồng thời trong một khắc, hình ảnh mỉm cười nhẹ nhàng của Khiêm ở đêm đông Giáng sinh ấy, nó lại hiện lên trong đầu, khiến cho lòng cô hơi nghẹn lại một chút, vội gạt tay Trí ra khỏi người của mình, dù rất tức giận nhưng vẫn phải mềm mỏng. Anh Trí, anh hình như vẫn chưa có tỉnh rượu, em nghĩ em vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Em sợ cái gì chứ? Nam, tôi hoàn toàn tỉnh táo, và tôi biết mình đang làm cái gì. Nói đoạn, anh ta lại cầm lấy tay của cô, đem bàn tay to lớn của mình cầm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực to lớn của anh ta. Ánh mắt lóe sáng, đôi mắt đào hoa giống như hồ ly tinh, nó mang theo sự mê hoặc khiến cho cô khó khăn lắm mới thoát ra được. Kiên quyết rút tay của mình ra khỏi, không muốn nói quá nhiều. Em xin lỗi, em phải về trường đây. Cô vội vàng túm lấy cái túi xách rồi chạy ù ra ngoài. Bước chân vội vã không khác gì con mồi đang cố gắng thoát khỏi cái miệng hung dữ nó đang há lớn của một con báo săn mồi. Khánh Nam bước hoài, bước mãi, cho tới khi bước ra đường lớn nơi những dòng xe cộ đang không ngừng chạy đi chạy lại. Bấy giờ, bản thân mới ngồi sụp xuống cái ghế đá trên vỉa hè, thở hồng hộc để ổn định lại tinh thần. Khánh Nam không biết vì sao tên Trí lại xử sự như vậy với cô. Cô cũng không hiểu vì sao khi cơ hội đến, cô lại vì hình ảnh của Khiêm mà gạt đi cơ hội có lợi cho mình. Tất cả lúc này nó giống như một mớ bồng bông, nó khiến cho cô rơi vào mê cung của cảm xúc. Mọi thứ trở nên hỗn độn, đến ngay chính bản thân cô cần cái gì mà muốn cái gì cũng không có xác định được. Dạo gần đây, hình ảnh của Khiêm thỉnh thoảng lại xuất hiện trong suy nghĩ của cô, thậm chí là giấc mơ của cô, làm cảm xúc của cô bị ảnh hưởng từng chút, chứ không hề dồ dập. Tựa như hồi nãy đó, nếu không phải tự cô cảm tưởng ra hình ảnh của anh nhìn cô đầy căm phẫn, thì có lẽ Khánh Nam đã lên giường với Trí rồi. Đưa hai tay ôm lấy mặt đầy mệt mỏi, cô cứ dậy mà ngồi đó nhìn dòng xe qua lại, tới khi trời sáng hẳn
mới lần nữa đứng dậy, gọi lấy một chiếc taxi đi về nhà mình tắm giặt thay quần áo, sau đó lại tới trường. Lúc vào trong lớp, Tâm nhìn thấy Khánh Nam bơ phờ thì kéo cô ra một góc, mắt điếc nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó nghi ngờ hỏi. Nè, sao tối hôm qua kêu mày đi ăn sinh nhật lớp trưởng mà mày lại không có đi vậy? Mọi người chờ hoài mới cắt bánh đó. Hôm qua gặp phải chút chuyện. Chuyện gì? Chuyện riêng thôi, không có tiện nói được đâu. Mà hôm qua sinh nhật vẫn ổn đúng không? Vậy là được rồi. Thôi, trở về học bài đi. Tao muốn yên tĩnh một chút. Mày thật sự không có chuyện gì đó chứ? Nếu mà có gì thì phải nói với tao ngay đó nghe không? Có gì thì cùng nhau giải quyết, không thể cứ im im hoài được đó. Không có gì hết. Hôm nay tao thấy hơi mệt. Chuyện này Khánh Nam tự quyết định một mình. Chính vì vậy cô không muốn kể ra cho bất kỳ ai. Bởi vì cô hiểu khi những người xung quanh biết thì họ nhất định sẽ gàn cô lại. Tới lúc đó cho dù Khánh Nam có muốn cương quyết cũng không có cơ hội. Mà như vậy thì đồng nghĩa với việc Khánh Nam phải chấp nhận cái chết đau lòng đầy tức tưởi của chú. Làm sao cô có thể chịu đựng được cơ chứ? Cả đời này, người quan trọng nhất của cô là chú. Khánh Nam có phải bỏ mạng cũng phải đòi lại công bằng cho chú mới được. Vì những suy nghĩ đó liên tục hành hạ, thành ra cả buổi sáng cô cảm giác mình học đều không có vô. Tới trưa đang định đi xuống nhà ăn thì lại gặp Khiêm đến tìm mình. Anh mang theo một cặp lồng cơm. Hai người rủ nhau lên trên khu vực sân thượng quen thuộc, cùng nhau ngồi ăn. Còn đang chưa biết nên nói chuyện gì thì Khánh Nam thấy anh đưa cho cô cái điện thoại, sau đó nói: điện thoại của em để quên ở chỗ của anh trai anh, sáng nay anh ấy đem đến kêu anh trả cho em. Dạ. Nam hơi giật mình, tuy nhiên cũng không đến mức sợ hãi Kim sẽ hiểu lầm cái gì đó, nhàn nhạt nói với anh: hôm qua lớp em tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng ở quán bar Dream, em có gặp anh trai anh ở đó, cũng có nói chuyện với nhau vài câu. Anh ấy vẫn thường xuyên tới đó. Thường xuyên? Anh ấy không phải đi công tác sao? Quán bar đó là của anh ấy mở ra, bình thường người phụ trách là anh Tịnh. Thảo nào, em lại thấy những người trong đó cung kính anh như vậy, hóa ra là ông chủ giấu mặt. Nhưng cũng không có phải là nơi tốt đẹp gì cả. Em hạn chế đến đó được thì tốt hơn. Những nơi ồn ào đó nhiều tệ nạn, nhiều loại người. Chưa kể em lại là con gái nữa, dễ trở thành cái miếng mồi của người khác. Dạ. Cô gật gù, sau đó lại hỏi dò Kim: mà sao anh không đến quán bar đó phụ giúp cho anh trai của anh? Sao anh lại đi làm thuê mấy cái chuyện lặt vặt kia? Với lại em để ý anh trai của anh cũng không phải là người thiếu thốn gì. Anh ấy hoàn toàn có thể chi trả sinh hoạt cuộc sống cho anh một cách hoàn hảo nhất mà. Anh khác anh ta. Kim lắc đầu. Anh không có giải thích gì với cô nhiều, hoặc là anh đang không có muốn Khánh Nam đi quá sâu vào vấn đề này nên lảng tránh luôn. Chiều nay chắc anh không có đến câu lạc bộ với em được, em tự đi một mình nghe. Anh lại vào bệnh viện hả? Ừ, tình hình của mẹ cũng đã ổn hơn. Anh muốn vào hỏi bác sĩ xem khi nào thì mẹ xuất viện được để đưa mẹ về nhà. Nằm bệnh viện nhiều cũng ngột ngạt, người qua lại cảm giác không có được thoải mái. Vậy anh cứ đi đi, em xong việc sẽ vào thăm bác. Ừ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Dòng tố cuộc đời, tác giả Lê Tuyết. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của bộ truyện. Chào tạm biệt.